Sau khi chàng trai nhấc thùng rác lên, liền nhặt được hai chú rái cá con đáng yêu ở bên trong. Thật là quá may mắn luôn đấy, đây chính là loài thú cưng mà nhiều người muốn nuôi cũng không được. Vậy mà anh ấy có thể nhặt được đến tận hai con. Sau khi rái cá con bị phát hiện thì vô cùng sợ hãi. Ánh mắt sợ sệt của chúng, đem đi chế thành mim cũng được luôn rồi đó. Thấy chàng trai liên tiếp vuốt ve mình, rái cá con liền vội vã lùi về sau để tránh né. Lúc này chàng trai nhấc chúng lên, làm chú rái cá sợ đến độ cứng đơ người, hơn nữa lại còn con người lại trông rất đáng yêu. Chàng trai cho biết chú rái cá con lớn hơn một chút này là con đực, còn con nhỏ hơn này là con cái, thế nên nhìn nó nhỏ con và nhẹ cân hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bé rái cá này nhìn vào đã biết bị suy dinh dưỡng. Đặt chúng gần lại so sánh là có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt. Sau khi đưa rái cá trở về nhà, chàng trai liền định đo cân nặng của chúng. Đầu tiên là đưa chú rái cá lớn hơn này ra, hơn nữa còn không quên chứng minh cho chúng ta xem nó thật sự là một con đực. Nhưng việc làm của chàng trai khiến chú rái cá rất bất bình. Mặt nó lộ rõ sự ghét bỏ đối với anh. Muốn đo cân nặng thì lo đo cho tử tế đi, cái tay cứ đụng chạm lung tung là thế nào. Cuối cùng cân được cân nặng của nó là 557 gram. Sau đó anh đưa bé rái cá nhỏ hơn ra ngoài. Ánh mắt của nó vẫn như cũ, nhìn là biết nó rất ghét anh rồi. Sau khi đặt nó lên bàn cân thì đo được cân nặng của nó là 370 gram, nhẹ hơn gần 200 gram so với anh trai của nó. Chàng trai lo lắng nó bị suy dinh dưỡng nên đã vội vã lấy sữa bột cho chó trong nhà đến, rồi đổ vào trong máy xay. Sau đó lại lấy một nắm hạt bỏ vào tiếp, cuối cùng là đổ nước suối vào, sau đó đóng nắp lại và xay nhuyễn ra. Thì một ly protein đầy đủ chất dinh dưỡng đã ra lò. Sau khi rái cá con uống một ngụm thì vô cùng phấn khởi, còn điên cuồng tìm núm sữa. Xem ra là nó đang rất đói đây mà. Ngay cả dáng vẻ uống sữa của nó cũng rất là đáng yêu. Cái tay nhỏ còn không ngừng với lấy bình sữa. Sau đó đến lượt anh trai lên sàn, con này còn lố hơn em gái của nó nữa. Nhìn đôi tay bé nhỏ đang run run thôi là đủ biết nó thèm khát tới mức nào. Tu một hơi liền uống sạch trong chớp mắt. Sau khi chàng trai đem bình sữa đi, rái cá con dường như vẫn chưa ăn no, không ngừng tìm bình sữa. Cuối cùng anh đã vắt ra đến từng giọt cuối cùng để cho nó uống nốt. Sau khi được chăm sóc vài ngày, hai bé rái cá con đã hoàn toàn dựa dẫm vào chàng trai. Thân là một con rái cá, không biết bơi thì ai mà nể cho được. Thế là chàng trai đã tạo ra một cái hồ bơi trong sân nhà, đổ nước vào bên trong và hong dưới ánh mặt trời, dùng chân kiểm tra nhiệt độ của nước. Sau đó anh liền ôm rái cá ra ngoài. Sau khi được chăm sóc vài ngày, chúng đã không còn ghét bỏ chàng trai nữa, ngược lại còn dính với anh như keo 502. Anh đi đến đâu chúng cũng đi theo đến đó, chạy nhảy nhắng nhít trông dễ thương vô cùng. Chàng trai đặt một con vào trong hồ bơi trước, rái cá con phút chốc hoang mang tột độ. Đây là lần đầu tiên chúng được xuống nước nên cảm thấy vô cùng kỳ diệu, nó cũng dần làm quen được với nước. Chàng trai đã ném xuống một quả bóng, khiến cho hai báo thủ vô cùng thích thú, chơi vui quên lối về. Chàng trai vì muốn để chúng luyện tập kỹ năng dưới nước nên đã đi bắt vài con cá con về, định dùng chúng để huấn luyện kỹ năng sinh tồn cho rái cá con. Nếu như sau này chúng lớn lên và thả chúng về tự nhiên, không có tí kỹ năng sinh tồn thì sao mà coi được. Chàng trai đổ đàn cá con vào trong hồ bơi, hai bé rái cá lại không hề nhìn thấy, đàn cá đã bơi được cả trăm vòng trong hồ bơi rồi. Mà hai báo thủ này vẫn không hề hay biết. Vài chục phút trôi qua, chú rái cá bắt được một con cá nhỏ nhưng lại không ăn. Chẳng lẽ chúng không biết cái thứ này có thể ăn được hay sao? Chàng trai vớt một con cá lên đặt ngay miệng của chúng. Sau khi rái cá con cố gắng nhai vài lần thì lại nhả cá ra, xem ra chúng không thích ăn thứ này. Rõ ràng là đang trong tuổi uống sữa bột mà cứ phải bắt người ta ăn thịt cho được, sao mà người ta tiêu hóa nổi cơ chứ. Muốn thả chúng về lại tự nhiên là điều tốt, nhưng cũng không thể vội vàng như vậy được. Dù sao thì người ta vẫn còn là em bé mà. Mình đã khóc sau khi xem hết video này. Một chú mèo kéo lê đôi chân bị thương của mình, di chuyển trên đường phố một cách khó khăn. Những chú mèo hoang khác thường hay bắt nạt nó, nhưng cũng may là anh trai của nó vẫn luôn bảo vệ nó. Vào tiết trời đông lạnh giá, chúng quấn quýt nương tựa vào nhau. Mèo anh dùng cơ thể mình để ủ ấm cho em của nó. Những người qua đường đi ngang ai nấy đều rất thương cho chúng, thường xuyên đem đồ ăn đến cho chúng ăn, còn che ô lại cho chúng nữa. Mỗi khi thấy có con người đến gần, chúng đều sẽ chạy đi thật xa để trốn. Mỗi lần có đồ ăn ngon, mèo anh đều sẽ cho em mình ăn trước, còn mình thì ăn phần thừa còn lại. Cho dù là vào nửa đêm, mèo anh cũng luôn bảo vệ mèo em. Ngày hôm sau, chuyện khiến người ta thấy bất ngờ đã xảy ra. Mèo anh và mèo em đột nhiên mất tích. Khi nghe thấy có người kêu mình, mèo em mới chui ra từ trong bụi cỏ. Hóa ra những chú mèo hoang khác đã cướp thức ăn của chúng, sau đó còn đuổi chúng đi. Chú mèo không có nhà để về, chỉ có thể không ngừng khóc lóc bên đường. Nó vô cùng sợ hãi, ngày nào cũng phải sống trong thấp thỏm lo âu. Đội cứu hộ vội vã đi đến hiện trường. Sau khi mèo em thấy anh mình bị nhốt lại thì không màng tất cả mà bò đến chỗ mèo anh. Đối với nó, mèo anh là thứ quan trọng nhất. Người đã thành công cứu được chúng, sau đó đưa chúng đến bệnh viện. Mèo anh vì để bảo vệ em mình nên đã bị thương trong lúc giằng co với mèo hoang khác. Vì muốn em mình có thể ăn no nên trong dạ dày nó không hề có tí thức ăn nào. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho mèo em. 2 tháng sau, nó đã có thể tự do chạy nhảy. Một người dì tốt bụng đã nhận nuôi chúng về, còn xây dựng một ngôi nhà ấm áp cho chúng. Hy vọng sau này hai anh em có thể luôn sống hạnh phúc bên nhau. Bên đường đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, đuôi của nó cụp lại chạy vội sợ hãi như một chú chuột. Dường như là nó rất sợ tiếp xúc với con người,
người dân xung quanh tò mò nên đã đi tìm hiểu để biết sự tình. Từ xa nhìn thấy, có một chú chó đen đang đeo một thứ gì đó màu trắng trên cổ. Nó quay đầu chạy trốn đến một cánh đồng heo hút cách xa khu dân cư. Chú chó đau đớn lắc đầu liên tục, dường như là đang muốn gỡ bỏ xiềng xích, nhưng lại không cách nào gỡ ra được. Chú chó đã bị thương đến mức gầy yếu da bọc xương, đến nỗi đi bộ thôi cũng run rẩy không ngừng. Nó bụng đói cồn cao, chỉ có thể uống tạm nguồn nước bẩn trên ruộng để xua tan cái đói. Những người dân tốt bụng biết được chuyện này nên đã đến giúp đỡ cho chú chó đáng thương. Có người đem một tô thức ăn thơm ngon đến, với ý định dùng thức ăn để dụ chú chó ra, sau đó nhân cơ hội bắt nó lại. Chú chó ngửi thấy mùi thức ăn, bèn cẩn thận đến gần từng bước, còn cảnh giác quan sát xung quanh, xem có người nào ở gần đó hay không. Rốt cuộc nó đã phải trải qua chuyện gì mà lại sợ con người đến mức như vậy? Chờ tới khi chú chó bắt đầu ăn lấy ăn để, số thức ăn được đặt dưới đất, thì người ta mới nhìn rõ được cả người của nó. Thông qua chiếc camera bên cạnh, thứ được đeo trên cổ của chú chó, thế mà lại là một khúc ống nước thông dụng, chất liệu của nó vô cùng cứng cáp, hơn nữa ống nước ấy còn gập cong 45 độ. Làm thế nào mà cái ống nước đó lại có thể mắc kẹt trong cổ của nó được? Nhân viên cứu hộ nhẹ nhàng từng bước đến gần chú chó, nhưng rất nhanh nó đã phát giác ra điều này. Nó sợ hãi chạy đi ngay lập tức. Mọi người thấy thế chỉ đành bàn bạc lại cách khác để cứu chú chó đi. Lúc này cổ của chú chó đã bị cái ống nước nhỏ hẹp ép chặt đến mức làm da chú chó sưng tấy. Nó cố gắng mở miệng và thè lưỡi ra, dường như bây giờ ngay cả hô hấp cũng là một chuyện khó khăn đối với nó. Tình hình sức khỏe của nó rất tệ, nên mọi người đã quyết định phải nhanh chóng cứu chú chó lần hai. Lần này họ đã tập hợp hơn 10 người dân đến và mang lưới theo để bao vây sát sao chú chó, từ đó bắt nó về. Chuyện này đã làm cho chú chó sợ hãi vô cùng, nó dùng hết sức lực để thoát khỏi vòng vây bắt. Tuy chú chó đã thông minh luồn lách chạy đi, nhưng cũng may lần này có rất nhiều người tham gia, mọi người ai nấy cũng tập trung cao độ chạy theo chú chó, nên sau nửa tiếng giằng co, cuối cùng chú chó đã kiệt sức và dần giảm tốc độ lại. Mọi người cuối cùng đã giải cứu chú chó thành công. Họ vội vã đưa chú chó vào bên trong lồng sắt, rồi nhanh chóng chở nó đến bệnh viện chữa trị. Sau 3 tháng bị hành hạ đau đớn, da của chú chó đã dính chặt lại với bề mặt ống nước, chỉ nhấc nhẹ lên thôi cũng đủ khiến chú chó đau đớn kêu rên, nên không cách nào có thể trực tiếp tháo ống nước ra được. Bác sĩ chỉ có thể nhét một ít bông mềm vào giữa chỗ trống bên trong ống để giảm đau cho chú chó, sau đó dùng máy cắt dọc ống nước rồi tháo nó ra. Tình trạng bên dưới ống nước lại càng nghiêm trọng hơn, da cổ của nó đã bị chóc ra hết, hơn nữa còn bị hoại tử, sưng tấy, thực quản và khí quản của nó cũng đã bị thương nặng, nên mỗi lần chú chó ăn uống hay hô hấp đều sẽ bị đau dữ rồi. Bác sĩ vội vàng tiến hành sát trùng rồi may lại vết thương cho chú chó, sau đó đắp thuốc trị thương lên da rồi băng bó cẩn thận lại cho nó, phòng việc làm nó bị thương lần hai. Sau khi tiến hành chụp X quang đã phát hiện ra thương trên người chú chó có dấu vết từng bị rạn nứt, có cả vết thương cũ lẫn vết thương mới, đều là do bị những vật cứng gây nên. Từ đó có thể tưởng tượng được, trong quá trình sống lang thang, chú chó đã phải sống vô cùng cực khổ. Nhiều người trong ngôi làng nơi tìm thấy chú chó đã đến thăm và chăm sóc cho chú chó. Mọi người hãy like cho những người tốt bụng này nha. Từ giờ trở đi, chú chó sẽ được điều trị tận tâm ở trong bệnh viện, và sau đó sẽ tìm một người chủ tốt nhận nuôi nó. Mong các bạn hãy cùng bình luận chúc cho chú chó mau hồi phục, và hãy cùng chung tay bảo vệ những động vật lang thang. Nếu không yêu thương được cũng xin đừng làm tổn thương chúng. Hãy nhìn chú cá voi bị mắc cạn này, do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá lâu, nên da của nó đã bắt đầu chóc ra và nổi đỏ. Nó dường như chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, nó lúc này đang càng ngày càng tiến gần đến cái chết. May mà khách du lịch trên bãi biển đã phát hiện ra nó. Những khách du lịch tốt bụng đã cởi đồ trên người mình ra để đắp lên người chú cá voi, sau đó tìm xung quanh một tấm bạt chống nước và đặt chú cá voi lên trên. Nhiều người hợp sức kéo chú cá voi về biển, cũng không biết chú cá voi đã mắc cạn bao lâu và còn có thể sống tiếp được không. Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Cá voi là sinh vật có kích thước lớn nhất trong thế giới đại dương. Khi bị mắc cạn cũng sẽ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, bởi vì khi nó vùng vẫy sẽ hao phí rất nhiều sức lực. Hơn nữa là khi không được tiếp xúc với nước biển, kích thước quá lớn sẽ khiến xương và nội tạng, đặc biệt là phần phổi bị chèn ép rất nghiêm trọng, cuối cùng các cơ quan trong cơ thể của nó sẽ yếu dần mà chết. Cũng may kích thước của chú cá voi này cũng không quá lớn. Sau một hồi nỗ lực họ đã đưa chú cá voi ra được đến vùng nước nông. Mọi người ai nấy đều rất lo lắng, vội vã dừng lại trước tát nước vào người chú cá voi để làm dịu cơn đau do mất nước trên làn da của nó. Sau đó lại tiếp tục đưa nó ra xa bờ, do được tiếp xúc với nước nên trạng thái của nó cũng đã tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó chú cá voi đã được kéo ra vùng nước sâu. Lúc nghỉ chân họ phát hiện chú cá voi đã động đậy một chút, vậy là nó vẫn chưa chết. Lúc này trên mặt của mọi người ai nấy đều nở một nụ cười rạng rỡ. Họ vui mừng chỉ muốn nhanh chóng đưa chú cá voi này về với đại dương. Dưới sự nỗ lực không ngừng của mọi người, cuối cùng đã đến được độ sâu mà cá voi có thể bơi. Phần còn lại thì phải dựa vào ý chí chú cá voi. Mọi người cùng nhau cổ vũ cho nó, mong nó có thể kiên cường sống tiếp. Cuối cùng chú cá voi đã hô hấp trở lại như mong ước của mọi người.
đuôi của nó cũng bắt đầu cọ quậy. Những người tốt bụng thấy thế, liền thả chú cá voi ra, để nó bơi trở về nhà. Cuối cùng chú cá voi đã thề rằng, những ai đã bấm like cho những người tốt bụng này, thì cuộc sống sau này đều sẽ bình an thuận lợi, phát tài phát lộc vạn sự như ý.